Chào các bạn đã quay trở lại nhóm review. Thì lần trước mình đã giới thiệu cho các bạn bộ công tắc wifi một delay. Thì mình đã giới thiệu đến các bạn cách điều khiển bằng với iOS. Thì nay mình sẽ giới thiệu các bạn điều khiển bằng Android và tay phát RF. Đây, mình sẽ dùng cái AVL V-Link này. Thì đầu tiên mình sẽ giữ cái đài 5 giây để cho nó nhấp nháy nhanh để nó nhận wifi. Đấy, nó nhấp nháy nhanh là được. Tiếp tục thì mình sẽ nhấn đây. Đây, nó không có như app trên iOS, nó chỉ có một cái biểu tượng thôi. Nhấn next luôn. Đấy, tiếp đến các bạn được wifi các bạn đang dùng vào. Đây, mình đang dùng wifi bên mình đây. Nhấn next, nó sẽ tự động tìm. Đây, nó hiện đang tìm và kết nối đây. Rồi, kết nối thành công. Đấy. Đấy, khi kết nối xong thì nó sẽ hiện tên cài đặt thiết bị. Thì các bạn có thể đổi tên tùy ý như lần trước. Đấy. Đấy, thì đã kết nối vào đây. Thì mình sẽ bấm điều khiển bóng đèn như với y hệt với cái video mình làm với iOS trước thôi. Đấy, các bạn có thể cài đặt timer y hệt như vậy. Đấy, bấm vào đây để vào trong cài đặt thiết bị. Đấy, các bạn cài đặt timer các thứ như video lần trước của mình làm. Đấy. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối và điều khiển với tay RF. Thì để xóa hết các trạng thái điều khiển trước thì các bạn nhấn 3 lần phím key này. Nó sẽ nháy đỏ một lần gì đấy. Nó sẽ có một cái ánh sáng đỏ lên. Đấy, còn để học lệnh thì các bạn nhấn nhanh 2 lần. Sau đó các bạn giữ phím. Đấy. Như vậy là được. Đấy, nó có cái ánh đèn, nó có cái ánh đèn đỏ đấy. Các bạn chú ý để ý kỹ. Đấy. Đấy, các bạn muốn xóa mỗi lần các bạn chỉ cài được một phím thôi. Các bạn muốn xóa phím thì các bạn sẽ nhấn 3 lần phím key này. Đấy, như vậy là mình đã xóa key. Mình nhấn phím A, không có tác dụng gì. Mình sẽ nhấn 2 lần rồi mình cài đặt sang phím khác. Mình giữ phím C. Đấy, nó sẽ hiện ánh sáng đỏ. Có vẻ chưa được. Sẽ làm lại. Đấy, như vậy là mình đã bấm được thành phím C. Đấy, tương tự với các phím khác, các bạn có thể làm tương tự như vậy. Đấy, thì video hướng dẫn về cách điều khiển thiết bị với công tắc Wi-Fi delay một kênh của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những sản phẩm tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.